Tiếp theo là thông tin thị trường một số loại dịch vụ. Những ngày cuối tuần, các địa điểm du lịch tại Sapa Bắc Hà được nhiều người lựa chọn nghỉ dưỡng du xuân. Một gói dịch vụ du lịch bao gồm phương tiện di chuyển, phòng nghỉ, ăn uống và tư vấn điểm đến. Tùy vào túi tiền và điểm đến, gói dịch vụ du lịch 2 ngày một đêm, giá từ 700.000 đồng một người trở lên. Với những khách sạn 4 sao đến 5 sao, giá có thể lên đến vài triệu đồng một khách. Bên cạnh các gói dịch vụ, giá phòng tại Sapa cũng không biến động nhiều, phòng bình dân giá từ 400.000 đồng trở lên. Với khách sạn 4 đến 5 sao, giá phòng có thể lên đến vài triệu đồng. Ngoài việc du xuân nghỉ dưỡng, du khách đến Lào Cai có thể mua sắm đặc sản địa phương để làm quà cho bạn bè người thân như dược liệu, mật ong, châu sấy, lạp sườn, tương ớt mừng khương. Quá lưu niệm có những sản phẩm như thổ cẩm, khăn, móc khóa, túi sách.